Chào anh em, mùa 15 đã chuẩn bị kết thúc và bước sang mùa 16 thì đây chỉ còn là hôm nay là những ngày cuối mùa rồi, mình cũng đánh một tí thôi để xem mùa này mình sẽ đạt được cái mức rank như thế nào. Ok, mình vẫn sẽ đánh con bài pen trận đấu này nhá. Mình vốn đánh con bài này chắc tay nhất và giờ thì mình cũng toàn đi rừng thôi, chứ con này đi mid nó hơi mình kiểu mình đi mid hơi ít ấy, thế nên cái cảm quan của mình đi mid nó không được tốt lắm, nhưng mà cảm quan đi rừng thì mình thấy ổn. Ok, mà cái ba này vừa nãy đòi rừng nhưng mà không được rồi, thôi bye bye bạn nhé. Nhiên buồn này chẳng bên vẫn mạnh mà các ông. Ui da. Với mình thì mình thấy thì có con bài bên mùa này nói thật thì con này cũng bị giảm sức mạnh tận 2 lần rồi ấy. Nhưng mà vẫn đáng chơi. Với mình nó vẫn rất là đáng chơi. À, mà mình có một điều mình nhận ra một chút đấy là mấy cái ông mà kiểu thông trọng C ấy, thi thoảng có mấy ông thông trọng C ấy, đánh cũng cũng hay chứ. Kiếm danh cao ấy. 10 seconds Mít kiểu đấy cả nước suối đi rừng kìa. Mình sẽ bỏ qua cái đoạn loading này nhá. Vì mạng mình không tốt lắm ấy, thế nên mình muốn next leg qua. Ok. Ok. Bắt đầu rồi. Cái này đường rồng ở trên nên mình sẽ farm đồ đỏ trước để đúng như trận đấu nha. Bình thường thì mình sẽ farm màu xanh trước thì nó nhanh ý, mà lần này anh chịu vậy. Hay có các bạn có biết chơi khi mà làm đường farm chậm hơn nên là chắc chắn người ta giúp rồi. Ôi, đồ xanh rồi. Mình sao mất đồ xanh mình sẽ lấy quái tình của bạn ăn thôi không? Ăn đồ xanh tôi phải lấy đúng của mít thôi vậy. Để đạt cấp độ 4. Gì vậy? Về mất rồi. Không sao, không sao. Ủa thôi chứ toàn toàn cực cực tăng cơ đồ. Lấy miễn thương thôi, lấy miễn thương. Và bay về sẽ mất khá nhiều thời gian. Có đầy nhiều của mình cũng hay. Tôi ra nhà mình biết chơi. Không có. Không sao. Bạn ra chết rồi thôi vậy. Xin lỗi bạn. Thì mình sẽ cố gắng lật lại nhá. Chiến công đầu ấy mà, không được gì. Mình quay ra farm này. Mà là Vin cướp rừng à? Nơi làm trò gì đấy? Ết, ui. Con mình sẽ lại quay về farm nha.
thì mình đổi tên kênh thành Bắc Thêm video cho xong. Mà thôi, hoặc mình đặt thế lắm. À, mình cũng chỉ lẩn phẩn ở top khu vực thôi, cũng chả vẻ vang gì quá, nhưng mà cũng khá tự tin. Rồi mình toàn team ý, nhưng mà tưởng đánh danh đợn cũng khá vui, tưởng có mấy đồng đội khá hay. Đây. Các bạn định làm gì đây? Tôi không sao. Quá hay quá. Nha, đấy mình để bóng đấy nha. Của Arthur, hay quá Arthur ơi. Cầu băng xương, cầu băng xương. Đó. Đợi mãi. Bởi cầu băng xương xong có lớp giáp đấy, thấy không? Khi mà dùng phù hiệu hấp huyết ấy thì được hồi máu. Nhưng mà hạ phụ mình sẽ gian con quái nha. Đấy, sau đấy dùng chứng trị kết liễu. Kiểu vì mình biết là thằng ấy nó như thế, sợ biết đâu nó ao lại, mình sợ lắm. Đấy, khi mà bằng ngọc mình dùng là 48 công phép, 88 xuyên giáp phép, 8% hút máu phép và 11% đánh nhá. Nhưng bạn thấy thì dùng phù hiệu khi mà dùng phù hiệu huyết đi, mình được hồi máu. Đúng không? Khi mà hồi máu xong mình còn gan thêm con quái để an tâm hơn một chút mà vẫn có cường hành thường nên cũng không tiếc cái ulti lắm. Quan trọng là phải đọc play cứu thủ. Ôi, cùng yên thế nhở. Trận này tận hai counter luôn, cả Vera với cả gì đây, Arum. Đó là khó chịu. Thôi xong, để bạn ấy đánh chán quá. Chưa nha. À, ý định nhở. Mình tích nội năng trước một chút nha. Đây đây, à, nhà bạn ăn rồng à? Ăn rồng à? Mình cố gắng lấy nhá. Ôi, hay quá. Quay lại chơi. Ôi, cứ quay lại đi. Chào. Quan trọng là con tên này mình thấy chỗ đấy là ra vào nó kiểu quan trọng bạn biết ảo từ đúng lúc và nhút nhát đúng khi. Kiểu nhiều lúc ra vào ấy biết đâu lại ao được. Không ao được thì thôi đành chịu. Đấy, khi mà bạn xanh sớm thì hãng xanh sớm thì hãng cuột hai phát cường hoạt đã đầu luôn nhé.
không, kèo này không chơi được. Trận này nếu muốn win nhanh thì có thể lấy tà thần. Một nữa tăm thêm một chút. Cố gắng kết thúc trận đấu sớm nha. Vì nếu như là bạn có đồ thì ôi, tà thần thôi. Đấy, khi mà có màu xanh các bạn thấy không? Ulti tên còn đúng 15 giây thôi, thấy rất nhanh. Xong là tên không giảm sức mạnh nữa. Chứ không kiểu đấy, mỗi chém chỉ 2.300. Gặp mấy ông tanker thì khôn xác định. Đấy nha, đây là đấy, như này bạn. Để cố gắng ăn. Rồi, một mạng rồi. Đó, quyền trưởng Greyhound hồi rất nhiều máu luôn. Con tên này sức đam nhanh. Cố gắng lấy mạng nha. Rồi, chỉ một kill rồi. Có được không? Các bạn yếu. Ô, hay quá. Mega nha, cố gắng Mega nha. Ôi, ok, hay quá. Mega rồi. Chết, ai ngờ kết thúc mùa ra kill này. Quá hay rồi. Rồi, mình là bạn nhé. Các từ đầu mình phải nói xin một trận thua cho nhà bạn tâm lý à, mà nó cũng diễn ra có sẽ gây ra. Chắc chắn MVP ở mình rồi. KDA bao nhiêu nhỉ? À đấy, Mega Q rồi, hay quá. KDA bao nhiêu đây? Xem nào. Từ 17.01 lên tận 94 chiến lược. Ok, nếu thấy hay thì một cân nổ lại một like, một share nhé.